Thưa thầy, cho con hỏi, giữ năm giới có thể sanh vào nơi mình muốn đến sau khi thân hoại mạng chung được không? Cái này không có hứa, nói thẳng là không có hứa. Chỉ có một cái đảm bảo á, là cái việc mình giữ giới á, nó sẽ cho quả lành. Chứ còn chỉ riêng cái việc giữ giới không thôi mà mình muốn sanh vào cái cảnh giới mong muốn thì nó không hứa. Trừ khi nó như vậy nè. Như là trường hợp trong cái bài kệ là nay vui đời sau vui, làm phúc hai đời vui, hắn vui hắn an vui thấy việc thiện mình làm. Thì nói về một cái vị trưởng giả là cả một đời giữ giới bố thí cúng dường đến chư tăng, coi như là không có cái thiện nào mà vị này chừa hết trơn hết trọi đó. Thì khi mà vị này cận tử á, thì các cái cõi trời dục giới đi những cỗ xe thù thắng xuống để thỉnh vị này chọn nha. Thì khi đó vị này mới hỏi là bây giờ đi cái cõi nào để tu tốt nhất đó, thì mới được trả lời là cõi Đâu Xuất. Thì cái vị này là mới tung kêu cái đứa con tung cái vòng hoa lên, thì cái vòng hoa đó vướng vào cái cỗ xe của cõi Đâu Xuất, thế là vị này tái sanh về cõi Đâu Xuất. Tức là mình phải làm phước tới cái cỡ nào đó, mình bố thí, mình giữ giới, làm phước tới cỡ nào đó, đến mức độ mà khi mình cận tử á, chư thiên các cõi trời tranh nhau xuống mà thỉnh mình đi, thì khi đó mình được lựa chọn. Còn chỉ đơn thuần giữ giới thì sư không hứa. Giống như á, là mình phải có tài như thế nào đó mà mình mới học cấp 3 thôi mà các cái trường đại học tranh nhau gửi học bổng, tranh nhau mời chào mình. Rồi khi mà mình đi học đại học á, mình phải giỏi như thế nào đó mà các công ty tranh nhau mời chào mình. Thì rồi khi mình đi làm mình phải giỏi đến như thế nào đó để các nước tranh nhau mời chào mình về cái đất nước của họ. Thì cái đó mới tính, chứ còn chỉ đơn giản là khá giỏi thì nó bình thường lắm ha. Cho nên câu trả lời của sư là không chắc, muốn chắc là mình phải cố giữ lắm nha. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Cái câu hỏi này á, sư đọc kỹ một lần nữa để cho quý vị hiểu rõ cái vị hỏi nha. Cái hỏi là: thưa thầy, con hỏi giữ năm giới có thể tái sanh, có thể sanh vào nơi mình muốn hay không? Nghĩa là chỉ nói năm giới thôi, năm giới thôi. Chỉ giữ năm giới thôi nha. Nhấn mạnh, sư nhấn mạnh việc này. Xin thưa quý vị, nếu mà sư trả lời câu hỏi này nè, chắc có vị nhiều vị sốc. Sư nói là nếu mà chỉ thuần túy giữ năm giới thôi á, chỉ năm giới thôi, thì xin thưa quý vị, nhiều khi quý vị còn bị đọa nữa. Tại vì sao? Xin thưa quý vị, là vào thời Đức Phật á, còn tại thế á, thì có sáu cái lục sư ngoại đạo, nghĩa là sáu cái giáo chủ mà ngoại đạo này nè, là lớn, nghĩa là sáu cái tên tay này là lớn nhất rồi đó, nghĩa là nhiều đồ chúng, cái sự nổi tiếng, cái sức ảnh hưởng đến vua chúa và đồ chúng đó, nó rất là lớn. Thì riêng có ba cái mà quý vị phải hiểu nha. Hồi ngày xưa thời Ấn Độ, giáo chủ người ta tu tập ghê gớm lắm, phải dẫn nha, tu hành khổ hạnh này, nó khắc khổ đó, rồi giữ giới kim khem đồ kinh khủng lắm á, chứ không phải là mình nói là mấy ông ngoại, tuy là luật sư ngoại đạo thiệt, nhưng mà nói là không phải là mấy ông không giữ giới nha, mà ông giữ giới bị giới còn kinh nữa, mà giữ giới kiểu cực đoan đó, bị cực đoan giữ giới nhưng mà với cái tư tưởng là rơi vào tà kiến cố định,
giống như ba cái tay mà xưa hay nói đó, ba tay mà cái cố định ba tay giáo chủ mà Đức Phật ngài nhấn mạnh đó, ba tay nguy hiểm nhất đó, đó là Makkhali Gosala và Achitakisamali và Kapsaba, ba tên đó đó, ba tên này là nguy hiểm nhất. Thì quý vị phải hiểu đây là những cái tay ngoại đạo mà về họ giữ giới, họ giữ giới rất là kinh thưa quý vị đó, thậm chí là họ hơn ngày họ ăn ăn một bữa mà ăn kiểu ăn diêm nhân trái cây à. Rồi tu hành ví dụ như trời mùa Ấn Độ mùa đông lạnh, thấy không, lạnh là trầm mình xuống đó, như vậy đó, tôi kiểu đó đó, vấn đề mà giữ giới rất là nghiêm ngặt đó, thậm chí không dám đi đâu, không dám tắm gội gì hết, tại vì nó tắm gội thì chết mấy con vi sinh vật này nọ đó đó, quý vị biết là kinh khủng cái nào. Nhưng mà rồi sao, nhưng mà rồi ba cái tay này nè không có chánh kiến, quý vị không có chánh kiến, cho nên là đặc biệt rơi vào tà kiến cố định đó. Cho nên là khi mà thân phải băng chung là ba tay này với những cái đội chúng đa phần là đi địa ngục thôi, đi địa ngục, đi địa ngục tà kiến. Thì vốn dĩ mà giữ giới mà mình không hiểu rõ cái đặc tính đó, cao thượng của giới mà mình giữ giới cái đi kèm với cái tà kiến mà gọi là tà kiến cố định đó, thì ngay cả trong kiếp hiện tại mình làm cố gắng mình làm thế nào nó cũng không đạt lợi ích nhiều chứ. Còn cái phương diện thứ hai mà sư nói mà giữ ngũ giới á, nếu vị giữ ngũ giới thôi, bởi vì nằm ở mức mà gọi là cái người mà gọi là sống tốt đó, có nghĩa là ăn hiền ở lành đó, ăn hiền ở lành đó, thì giống như Đức Hạnh Tuệ có nói đó, à xin lỗi vị, trường hợp với Đức Hạnh Tuệ ví dụ mà cái Cận Sư Nam mà Thâm Bí Cá là trường hợp ông đó đó, quý vị phải hiểu là trường hợp đó là ông an trú với Tam Bảo rồi nha, ông an trú, ông có niềm tin vô Tam Bảo rồi, ông quy Tam Bảo rồi đó, rồi cộng thêm cái việc mà ông bố thí, ông trì giới mạnh thiền đó, thì ông gọi là ông có đạt được những cái ưu việt, cái đặc tính ưu việt mà khi mà ông cận tử đó, như Đức Hạnh Tuệ có diễn giải đó. Yeah. Còn ở trường hợp thứ hai mà sư nói với vị đây, quý vị giữ năm giới, quý vị mà có tư tưởng mà ăn hiền ở lành này nọ thôi, thì cái đó nó cũng có quả báo thưa quý vị, nó tốt, thì tạm gọi đó là thường kiến, thì nó cũng cái khả năng mà nó được quả lành đó, sinh thiền nó cũng có chứ không phải có. Nhưng mà ở đây á, sư nhấn mạnh điều này nè, mình hỏi câu này á, mình hỏi câu này nè, tốt nhất á, mình nên hỏi câu này phù hợp theo cái câu chuyện của Đức Hạnh Tuệ thì nó hay hơn. Là sao? Là thưa thầy, cho con hỏi con có nương tựa Phật Pháp Tăng hay là gọi là quy Tam Bảo đó, cộng thêm con giữ giới á, thì có thể tái sanh vào nơi mình muốn không? Thì Đức Hạnh Tuệ đã trả lời rồi, có nghĩa là mình nếu mình làm các mình có quy nè, rồi mình người giữ ngũ giới nè, rồi mình cộng thêm những thì phước báo mình làm giống như đó, bố thí mình hành, thậm chí hành thiền đó, mình làm phải làm dữ nha, làm liên tục không gián đoạn giống như ông Thâm Bí Cá đó, thì xin thưa quý vị, thì nó sẽ, thì nếu quý vị đạt được như ổng á, thì ổng thì sẽ được cái điều mà giống như Đức Hạnh Tuệ kể trong Pháp Cú, là được cái sự lựa chọn giống như là các vị ở cõi trời á, sẽ đại loại như là đến trước quý vị và phút cận tử à, cho nên là cái việc mà nói mà giữ năm giới không phải hiểu rộng hơn nha, chứ đừng nghĩ mà giữ năm giới cái gì nên năm giới không mà trong khi cái đầu mình đầy tà kiến và tà kiến cố định đó, à, thì nó không có ý nghĩa gì hết quý vị. Tôi cũng xin kết thúc phần trả lời hỏi đây. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.